Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại ba căn nhà số 143, 145, 147 đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ba căn nhà trên của gia đình ông Trần Tất Vi, chuyên kinh doanh đồ gỗ và điện thoại di động. Vào thời điểm trên, ông Trần Tất Vi đang ở dưới bếp thì phát hiện nhà 145 của gia đình bị cháy, khói đen bốc lên mù mịt. Ông vội hô hoán người dân và chạy ra ngoài từ cửa sau. Đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra hai căn nhà số 143 và 147 bên cạnh. Do trong nhà có nhiều đồ gỗ, nội thất dễ cháy, gặp gió to nên đám cháy tiếp tục lan rộng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Đắk Lắc đã phải điều 6 xe chuyên dụng và hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Sau hơn một tiếng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, rất may là không có thiệt hại về người.